Om Namah Shivaya, chào mừng bạn đến với phần giải đáp những câu hỏi yoga số 2 cùng Nguyễn Hiếu. Bạn thân mến, Nguyễn Hiếu tiếp tục đọc câu hỏi và chúng ta chú ý đón xem là mình có đang ở trong câu hỏi này không nha. Bạn Thảo Trinh hỏi Nguyễn Hiếu rằng là tập sau khi ăn hay trước khi ăn? Khi mà tập yoga thì thông thường chúng ta sẽ tập khi bụng Khi mà tập yoga thì thông thường chúng ta sẽ luyện tập khi mà cái bụng của mình rỗng. Rỗng có nghĩa là không đói và cũng không no. Nếu như mà bạn mới ăn thì bạn sẽ tập yoga sau ăn 2 tiếng để các cái thức ăn của chúng ta kịp thời được tiêu hóa. Còn nếu như mà chúng ta đã ăn quá lâu rồi thì khi mà luyện tập yoga như vậy thì chúng ta cần phải ăn nhẹ một chút xíu bánh hoặc là một chút sữa đậu nành để giúp cho cơ thể chúng ta có được cái năng lượng giúp cho cái bài tập của chúng ta được hiệu quả và chúng ta khỏe khoắn trong suốt quá trình luyện tập bạn nhé. Rồi ạ, tiếp tục. Câu hỏi tiếp theo của bạn. Nam Việt thực tập đã nhận xét. Em có trung tâm nào ở khu vực quận Nam Từ Liêm không? Nguyễn Hiếu có phòng tập ở tòa nhà HD Mall, đường Nguyễn Cơ Thạch và ở tòa nhà chung cư CT1, đường Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình, Mễ Trì ạ. Xin mời bạn Nam Việt thực tập qua phòng tập của Nguyễn Hiếu. Tiếp tục. Câu hỏi thứ ba. Cơ địa em cứng quá nên mất khoảng bao lâu mới được ạ? Tức là các bạn ấy đang đang ở trong cái video mà tập xoạc ngang cùng Nguyễn Hiếu. Tuy nhiên thì khi mà mới đầu tập thì cơ địa ai cũng cứng hết. Chính vì vậy rằng là chúng ta cần phải luyện tập kiên nhẫn bền bỉ hàng ngày để mà khoảng bao nhiêu lâu thì Nguyễn Hiếu cũng không hứa chắc được là trong khoảng bao nhiêu lâu bạn có thể tập được, bởi vì có những người họ luyện tập chăm chỉ hàng ngày, mỗi một ngày từ 60 đến 90 phút thì chỉ sau 7 ngày, tức là sau một tuần, cơ thể họ đã khá mềm dẻo và đã tập được những cái động tác uốn dẻo rồi xoạc dọc, xoạc ngang. Tuy nhiên nếu như chúng ta luyện tập với cái thời gian ngắn quá và chúng ta quá nóng vội thì cũng có thể lên tới 1 đến 2 tháng và có những người thì 6 tháng mới có thể đủ được cái sự mềm dẻo để luyện tập tiếp những cái động tác nâng cao hoặc là uốn dẻo cùng Nguyễn Hiếu. Chính vì vậy bạn đừng quá lo lắng hoặc là đừng nóng vội. Khi luyện tập chúng ta cần nhất đó là sự đều đặn hàng ngày bạn luyện tập thì Nguyễn Hiếu tin rằng bạn sẽ tập những cái động tác mềm dẻo hết sức dễ dàng cùng Nguyễn Hiếu. Như vậy là cái phần trả lời của Nguyễn Hiếu đã kết thúc rồi và nếu như bạn có câu hỏi gì khi mà chúng ta luyện tập và cần Nguyễn Hiếu trợ giúp, hãy tiếp tục comment xuống phía dưới, bình luận xuống phía dưới để Nguyễn Hiếu có thể trả lời bạn được nhanh nhất, giúp bạn có được cái kết quả luyện tập được hiệu quả hơn. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những số tiếp theo cùng Nguyễn Hiếu.